Nướng A Chén này đã không còn khói nữa rồi các bác ơi. Tết nhất bánh chưng gà luộc nem rán xong chỉ đợi để được đi ăn nướng trở lại. Vẫn là miếng thịt tái hồng hoàn hảo chỉ ở đây có. A Chén năm mới đã có địa điểm mới ở 93 Võ Thị 6 nhé. Bấy lâu nay mình luôn thấy đây như kiểu hay đi lao phiên bản Việt vậy. Menu không quá nhiều món nhưng món nào cũng xuất sắc. Vẫn là hình bóng anh Chiến chủ quán đi nướng thịt cho từng bàn nè. Mình ăn ở đây thì quá nhiều lần rồi. Lần này sẽ update cho các bạn xem quán có gì mới và đã được cải thiện nha. Gọi đây là hay đi lao phiên bản nướng thăng hoa bởi vì mỗi lần tới đây lại thấy trải nghiệm được phục vụ tốt hơn lần trước. Update đầu tiên là quán mới có món lòng bò mũm mĩm chỉ 65k đĩa này. Update thứ hai là giờ anh Chiến đã có kha khá cơ sở rồi cho nên là đã tuyển thêm rất nhiều quản lý để đi nướng thịt cho khách thay anh. Cảm giác từng quản lý nhân viên đều được anh training rất chỉn chu, chắc chắn phải nướng cho khách chuẩn công thức này, mỗi mặt 1 phút sau đó để thịt nghỉ. Các bạn nhân viên phục vụ thì rất ngoan và lễ phép, đặc biệt là nhanh nhẹn hơn so với lần mình ăn ở Quảng Bá. Đánh giá là quán này có tiếp thu ý kiến nha. Ui trông miếng thịt vẫn xuất sắc y như những lần đầu tiên ăn. Đúng là chỉ A Chén mới làm được ra và giữ vững phong độ với cả loại thịt này, chứ mình chưa ăn hàng nào được như thế này luôn. Rõ ràng là thịt bò ta đó nhưng mà được tẩm ướp rất lâu và theo một công thức bí mật riêng nên là miếng nào miếng nấy tái mềm hoàn hảo, không hề cảm giác bị sống đâu nha. Và khi ăn các bạn cũng nên nhớ công thức này, đầu tiên sẽ ăn một miếng thịt mộc trước, còn miếng thứ hai sẽ cuốn với lá cải và chấm với sốt quất này. Trải nghiệm của các bạn chắc chắn sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều đấy. Đây một trong những anh quản lý khác đây, nướng thịt không sót một bàn nào, kiểu quán luôn đảm bảo cho những ai kể cả lần đầu tiên tới đây ăn đều phải có trải nghiệm tốt nhất và đúng nhất. Các anh vừa nướng vừa giới thiệu rất kỹ về từng món. Đến đây tụi mình luôn luôn mê nhất là cái bò kia và miếng nầm này này, rất dày và giòn luôn. Nay thử thêm món lòng bò mới ra nữa thì một lần nữa lại khẳng định chất lượng ở đây luôn luôn rất ổn định. Dù là ít món, chỉ tầm chục món nướng thôi nhưng món nào ra món nấy. Mà có một điều hay cực, không biết các bạn có để ý không, là chỉ ở đây sử dụng cái chảo này kiểu úp ngược này. Đây không chỉ là nét riêng biệt phá khách mà còn là một bí quyết riêng của anh để mang đến những miếng thịt tươi ngon. Bằng chứng cho thấy đây là cơ sở nào của anh cũng rất rất đông, xe kín lối luôn. Nhược điểm duy nhất là khói thì nay đã khắc phục được rồi nhé.